Kính thưa quý vị, các ngoại trưởng khối ASEAN gặp nhau tại Brunei để thảo luận về các vấn đề khu vực, tin từ Bandar Seri Begawan. Các ngoại trưởng khối ASEAN đã khai mạc một loạt các cuộc họp tại Brunei vào ngày hôm nay để thảo luận về các vấn đề kinh tế và chính trị quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sau khi chụp hình nhóm, họ tham dự cuộc họp đầu tiên do ngoại trưởng nước chủ nhà là Hoàng tử Mohamed Boulikhad chủ trì. Khối ASEAN gồm 10 thành viên hy vọng sẽ đạt được một bộ quy tắc ứng xử là cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình. Hiện nay thì họ mới chỉ đạt được tuyên bố ứng xử. Tiếp theo, cuộc họp của các ngoại trưởng sẽ là diễn đàn khu vực ASEAN với sự tham dự của Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nga cùng một vài quốc gia khác. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry dự trù sẽ đến tại Brunei vào ngày mai để gặp những người đồng nhiệm châu Á của mình. Ông Kerry dự trù cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Chủ đề chính trong cuộc họp của họ có thể sẽ là về Syria và cựu nhân viên hợp đồng của cơ quan tình báo Hoa Kỳ Edward Snowden.